anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Cuộc đời này yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Bàn chân này vững Học Lệ xin chào quý khán giả. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương, một chương trình truyền hình thực tế sẽ đi đến mọi miền đất nước, đem lại những câu chuyện thấm tình đất, tình người. Và hiện tại chương trình đang có mặt tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những vạt nắng bừng sáng ngày mới trên thành phố biển, những cảnh đẹp tràn đầy sức sống và tươi mới trong từng thước cảnh quê hương. Cùng với lãnh đạo phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, chương trình đi sâu vào một đường nhỏ ở khu phố 1 để tìm đến nhà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành, đã 88 tuổi. Mẹ là bà mẹ Chơ Ro hay vẫn thường gọi là Châu Ro. Điều mà ai gặp mẹ cũng luôn quan tâm đó là sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của mẹ. Đây là mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành. Dạ, con chào mẹ. Mày còn 90 rồi con. Dạ. 90 rồi. Sức khỏe sao? Sức khỏe bà sao? Chị con đau đau cũng già đấy mà hết tao nhức dài, nhức hạt cuối. Mày có ăn uống gì được nhiều không? À, có khi ăn ngon ăn đừng chén. Ừ. Khi ăn ngon ăn nửa chén. À, ăn đừng chén hả? Cô uống gì thêm không? Con uống. Ê, uống sữa đi ăn bánh. Ờ, sữa ăn bánh. Ngày hôm rồi đi chích ngừa rồi có sao, sức khỏe sao, thấy sao? Không có sao hết á. À, chích ngừa về vẫn tốt hả? À, cũng sức khỏe là cũng tốt đấy. Ba tôi tầm trong trường ngọn, ba tôi có, má tôi tay gà tôi tầm trong trường ngọn ăn, rồi tôi nữa. Tôi mới giải phóng tôi mới về ở đây nè, ở trong cơ quan không à. Danh sách là lương hả? Dạ. Lương chồng tôi, lấy cho con tôi. Ở trên để cái xăng cái đồ này cũng xã làm không? Xã làm. Ở trong mấy ông đi thăm nuôi đó. Ở làm được ở đâu vô đây? Không hỏi đó được đất không à? Đi đất đỏ không à? Thì qua cái nghe câu chuyện trao đổi giữa bà với trong cái thời gian kháng chiến thì đối với cái thế hệ trẻ như chúng tôi thì cũng rất là xúc động. Và cảm thấy là cái thế hệ trẻ chúng ta thì cần phải học tập nhiều hơn, để mình cống hiến nhiều hơn để làm sao xứng đáng cái mong mỏi của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, của những gia đình chính sách, những thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để cho chúng tôi được có ngày hôm nay. Thì đối với thế hệ chúng tôi thì luôn luôn học tập. Nói chung là về cái chăm lo bà mẹ Việt Nam anh hùng với cái gia đình chính sách đó, thì địa phương cũng rất là quan tâm. Thì hàng năm thì vào cái ngày dịp lễ Tết thì địa phương cũng thường xuyên thăm nom, tặng quà động viên bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra thì cũng bên địa phương cũng vận động cái nhà tài trợ đó, hàng tháng rồi cũng ngoài cái tiền lương của bà thì cũng hỗ trợ thêm cho bà một tháng là 3 triệu mấy là để chăm sóc thêm cho bà. À, chăm sóc rồi cái cử đoàn thanh niên rồi vô dọn dẹp nhà vệ sinh cho bà, rồi làm sửa chữa nhà cho bà. Rồi ngoài ra thì phường cũng cử đoàn thanh niên là làm cái đường công trình từ ngoài đó với phối hợp với thanh niên tỉnh. Nghe lại quá khứ đời mẹ và gia đình đã hy sinh cho quê hương cũng là phần nào đền đáp tri ân thế hệ đi trước bằng tấm lòng quan tâm đền ơn đáp nghĩa của những thế hệ hôm nay tiếp nối mái nhà tình nghĩa. Con đường làng mảnh sơn quê được bê tông hóa sạch đẹp và những hoạt động, những công trình phụng dưỡng. Tuổi thanh xuân trong hành trình trưởng thành hữu ích, mang theo đó là tinh thần cầu tiến, là lòng biết ơn và phục vụ. Tình cảm đó, trách nhiệm đó, không chỉ để sống đẹp với tuổi trẻ đâu, không chỉ để lan tỏa yêu thương mà là còn để thấy mình, những tuổi trẻ được lớn lên vững vàng. Nè. Cỡ này đẩy được rồi, chứ cao hơn đầu là hết thấy đường luôn rồi, hết đẩy luôn đó nha. Hai anh em từ sáng giờ làm được như đây là cũng dữ rồi đó.
Dạ chị Vân ơi, em muốn hỏi chị Vân một câu nha. Hôm nay chị đến với Hắc Dịch á, với lại cũng được đến thăm nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thiện Đành, thì chị có cảm giác như thế nào ha? Chị rất là vui, giống như là chị đã tham gia rất là nhiều những chương trình rồi, nhưng mà hôm nay khi mà mình có dịp mình đến với xã của mình nè, rồi được gặp các mẹ Việt Nam anh hùng, rồi gặp các em đây nữa, cũng rất là nôn nóng, rất là hồi hộp. Đêm qua là một đêm mà chị cũng khó ngủ để mà nôn anh Lợi, em nôn đi cái em khó ngủ. Mà đó, hy vọng là hôm nay là mình sẽ có được những cái câu chuyện thật là tuyệt vời để có thể chia sẻ đến với mọi người. Ê, để cái này để làm cho cái này, để cho ok nha. Giờ đợi thì em quét. Dạ chị ơi, em thì em biết chị qua báo đài rất là nhiều, hôm nay mới có cơ hội em gặp chị, em rất là ngưỡng mộ chị. Thì mẹ Việt Nam anh hùng ở đây là mẹ Dương Thị Đành, thì ở hiện tại ở thị xã Phú Mỹ chỗ em, tụi em chỉ còn một mình mẹ thôi. Thì mẹ có chồng và con đã mất trong tham gia kháng chiến đấy. Thì chị đến đây thăm mẹ như vậy hôm nay thì chị có cảm xúc gì ạ? Ôi, chị thấy cảm thấy rất là xúc động, giống như là và mình cảm thấy vừa biết ơn mà vừa may mắn, là bởi vì giống như là chị em mình rất là may mắn khi mà mình sinh ra trong một cái thời đại rất là hòa bình như vậy, và với sự hy sinh của rất là nhiều người, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, của các chiến sĩ, của cả dân tộc. Và đến ngày hôm nay thì chị nghĩ là chúng ta là thế hệ trẻ thì mình nên cần gìn giữ cái điều đó và phát huy và tốt triển, phát triển tốt hơn nữa. Cá nhân em thì em là một người trẻ, thì em rất chỉ là biết ơn các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh để mà có thể gìn giữ bảo vệ được cái hòa bình cho đất nước, tổ quốc để được ngày hôm nay. Với cái sự gọi là cống hiến của các bạn, khi mà các bạn tham gia vào những cái đội tình nguyện cũng như là đoàn thanh niên như vậy, thì đã thấy được là các bạn, mình là thanh niên, mình nói được, mình làm được, đúng không? Dạ. Và rất là hy vọng là các bạn sẽ lúc nào cũng giữ được cái lửa, cái nhiệt huyết. Hôm nay thì đoàn chị tới đây và cũng như là bên phường tổ chức để đến thăm mẹ như vậy thì em rất là vui, bởi vì chúng ta con đã thể hiện được cái sự uống nước nhớ nguồn ấy, ghi nhớ công ơn của các người đã nằm xuống, các cha ông, các thế hệ bậc trước đã hy sinh cho chúng ta để đánh đổi như thế nào để được hòa bình như hôm nay. Chị mà... thì chính ít nên là chị thấy là khi mà chị gặp tất cả các bạn mà giống như các em á, thì khi mà thấy được cái sự tử tế, cái tình cảm mà các em dành cho đất nước, cho quê hương của mình, cho những cái sứ mệnh của các em, thì lúc đó chị cảm thấy rất là trân trọng và rất là ngưỡng mộ các bạn luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chị thì thật ra mà nói thì chị rất là cảm ơn chương trình, bởi vì những cái cơ hội mà chị được đến đây và tham dự và được gặp mọi người. Đối với việc chăm lo cho gia đình chính sách thì địa phương hàng năm cũng rất là quan tâm, đặc biệt là hàng năm thì cứ đến dịp các cái dịp lễ Tết 27 tháng 7, rồi các dịp lễ Tết thì đối với phường cũng rất là quan tâm tới cái gia đình chính sách. Ở trong đó thì có bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì đối với phường cũng đặc biệt quan tâm, là cũng ngoài cái sự chăm lo sửa chữa nhà cửa, rồi cũng tạo cái đường xá để khi mà vào đây thì cũng phường cũng làm đường, rồi cầu điện từ ngoài đường vô để đảm bảo mẹ cũng có cái việc đi ra đi vào trong cái ngôi nhà nó cũng thuận tiện. Chị thấy con đường này rất là dài em ha, và không biết là bao nhiêu km, và ý nghĩa khi mà chúng ta làm nên con đường này thì như thế nào? Dạ, như em được em cũng muốn kể chị luôn là con đường này dài là khoảng hơn 800 mét. Đây hồi trước đây là một cái tuyến đường đất, đường nhỏ, sau đó là đường thì dẫn vào nhà của mẹ Việt Nam luôn, nên là các anh chị bên đoàn và tỉnh đoàn cũng biết là còn mẹ Việt Nam Dương Thị Đành để hỗ trợ, nên đoàn tỉnh đoàn và đoàn phường Hắc Dịch cùng chung tay xây dựng cái tuyến đường này để đường vào nhà mẹ, để tri ân cho mẹ Việt Nam. Có thể thấy được là tình cảm của mọi người dành cho mẹ rất là nhiều. Đúng không em? Thì đó giờ là em theo mẹ đã lâu chưa? Dạ, em thì là đoàn viên, em cũng gia nhập đoàn cũng một thời gian, thì mỗi năm vào những cái ngày tri ân hoặc là mỗi tháng của đoàn phường hoặc là tuần nào mà có lịch vào thăm á, thì tụi em vẫn vào thăm phụ giúp dọn dẹp nhà cửa hoặc gì đó giúp mẹ. Nói chung anh rất là vui là hôm nay là anh có thể là đi
đi chút xíu chắc thừa hướng dẫn của các em thanh niên, anh sẽ đi vào trong rồi anh sẽ gặp mẹ, rồi vô anh em cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ. Anh cảm thấy cái chút đó anh rất là xúc động và chắc là rất là háo hức á. Tại vì anh rất là thích nghe những cái câu chuyện ngày xưa ông bà mình như thế nào kể lại để cho tuổi trẻ chúng mình, anh với em cũng như các bạn ở đây, để mà mình cùng nhau học tập và phấn đấu và phát triển hơn, để mình giúp ích lại cho nhiều các đúng rồi có phát triển sau này nữa. À, bây giờ nãy giờ anh em mình ngồi nhảy lao rồi mình trò chuyện, mình làm quen rồi, bây giờ mình lao động chút xíu nữa, lao động một chút để cho xong việc đi rồi mình đi vào trong mình thăm mẹ nha. Ok anh em mình lo làm việc tiếp. Để nói về trái tim yêu thương, đây là một trong những câu nói mà Vân nghĩ là mình đã nói rất là nhiều lần, là Vân chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Với những giá trị yêu thương mà Vân đã từng chia sẻ, thì với Vân thì Vân đã lựa chọn cho mình những công việc, những câu chuyện để mà có thể chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả, và có thể ngồi đây giây phút này đây như một lời cảm ơn, như một lời chia sẻ. Vân xin được cảm ơn rất là nhiều bởi vì đã cho Vân có một cơ hội để được ngồi đây và đồng hành cùng chương trình Lan Tỏa Yêu Thương. Trái tim yêu thương, những tình tự trải lòng ấm áp và theo đó là năng lực sống tích cực đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân, khách mời đồng hành chương trình với Vương Miện Hoa hậu đương nhiệm và tuổi trẻ của mình, đã đặt lại trên hành trình tươi đẹp thanh xuân bằng tình yêu phụng sự. Khánh Vân, em luôn chọn cho mình con đường hẹp để đến với những câu chuyện yếu thế cần lên tiếng và bảo vệ trong cộng đồng xã hội, cũng như tham gia tình nguyện các công trình thanh niên, để rồi từ đây trái tim yêu thương và tuổi trẻ tươi đẹp của em bền bỉ truyền cảm hứng tích cực lan tỏa cho thế hệ trẻ đương thời. Từ quê nghe lên phố lớn năm tây nổi liền biển xanh sông đắm nơi trong nối vòng tay lớn. Cảm ơn lắm những bạn trẻ yêu thương đồng hành và tiếp bước truyền thống quê hương. Vân nè, em có mệt không? Dạ mệt, nhưng mà mệt vui hả? Anh, nhưng mà hôm nay là được làm thanh niên, được vô đoàn thanh niên để mà góp một chút sức lực nhỏ bé trên cái con đường yêu thương này. Anh hôm nay anh cũng vui mà mệt thiệt, nhưng mà bây giờ anh Hồng Lợi và Khánh Vân và mọi người vào thăm mẹ nha. Dạ chắc chắn là em rất là háo hức, em mong chờ. Anh cũng vậy, háo hức ghê luôn á. Dạ, rồi đến đây. Ồ, đây rồi. Ngoại hôm nay ngoại có khỏe không ngoại? Chút tiêu hơn ngoài cũng được. Dạ, ngoài mệt tim hả? Dạ, nhưng mà giờ ngoài thấy sao con thấy nãy giờ có vẻ ngoài hơi mệt. Dạ. Biết sao? Vì hồi đó bị tổn rồi thì anh cái đĩa làm tích. Dạ. Đây. Dạ. Ta là mình tàn thế, đây mới bị tàn thế rồi. Dạ. Ở tổn nó ta tắm, ta bị khai, chết, không khai. Không khai là không khai. Hồi xưa là bà đi tù á. Ở tù á người ta đánh đập rồi quay điện đủ thứ không? Nhưng mà bà không khai. Giữ cứ im lặng chẳng thà chết chứ không không nói. Đó, người ta kêu là hồi xưa người ta nói là giờ khai đi thì người ta không tra tấn nữa. Dạ. Nhưng mà bà không tra tấn thì nó bà không khai cho nên tra tấn miết vậy. Xong rồi sau này cái để lại bên trong cái sức khỏe của mình bị ảnh hưởng đến tận bây giờ. Thì nó cũng nói thẳng mà, tao nói tao làm cho nữa sau này trở về già cho mày tàn phế thì ngày hôm nay tàn phế thì mình. Tàn phế nữa. Dạ. Giờ là đau nhức suốt, cứ uống thuốc để hỗ trợ cái cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Ngày nào cũng vậy hả? Một ngày là 3 cử thuốc đều. Giờ nó cũng nói chung là đi bác sĩ rồi bác sĩ cắt chia thuốc cho hàng tháng, hàng tuần. Dạ, mình uống để mà mình giảm đau đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Đau nhất khi nào mà nó bớt nhiều quá thì mình bớt thuốc lại. Còn khi nào mà nhức nhiều quá thì tăng thuốc lên. Thì một ngày uống 3 loại thuốc. Ngoại có sao không ngoại? Ngoại có dùng nước không ngoại? Uống miếng nước ngoài. Không, ngoài bà bị phổi á. Dạ. Cho nên bây giờ rất là khó. Bây giờ đi cũng nhiều bác sĩ lắm rồi mà không điều trị nổi. Dạ. Rồi mỗi lần mà khi mà trái gió trở trời là bắt đầu là ngoại đau sẽ nhất. Đau nhất. Bà ngoại thì già rồi, giờ mình cái sự suy nghĩ thì nó nhiều lắm, không thể nói được hết trong một lúc. Nhưng mà trong hơn một năm về đây là bà ngoại bà yếu rất là nhiều. Cho nên đó là mình chỉ lo là một việc là qua sang năm là phải chăm sóc với một cách chu đáo hơn và kỹ càng hơn nữa. Tại vì bà năm nay còn đi được từng bước chứ qua sang năm chưa chắc là có đi được hay không nữa. Wow, dạ con dành tặng cho ngoại một chiếc khăn. Con đeo. Dạ, để con đeo lên cho ngoại luôn nha ngoại. Dạ, đây để con đeo khăn lên cho ngoại.
Thương anh, nói thương hả? Giờ con làm cháu của ngoại luôn. Dạ. Mỗi lần mà ngoại mà ho là ngoại phải quấn cái khăn này vô cổ rồi, và để mình đỡ ho, rồi lúc này là ngoại sẽ nhớ đến con, nhớ đến anh Lợi, nhớ đến chương trình Lan Tỏa Yêu Thương của mình. Một lần nữa, chúng ta được chạm vào nụ cười và vòng tay mẹ Việt Nam, là được chạm vào tháng năm gừng cay muối mặn, sắc son với tổ quốc, với xóm làng và dân tộc, để nhận lại nơi này hơi thở của truyền thống truyền lại, từ hy sinh mất mát mà cũng tràn đầy tình yêu và niềm tin truyền trao. Cơn ho rát cổ mẹ già, đứt hơi nghe quặng cả ruột từng cơn, bởi tuổi cao và di chứng tù đài tra tấn mẹ chịu năm xưa. Mẹ đành nói với các con, tàn phế rồi, nhưng tận cùng trong đó vẫn là nghĩa khí, là tấm lòng bao dung cả đời mẹ can trường. Trời ơi, hôm nay con bước vô là con thấy là nhà mình rất là nhiều những kỷ niệm chương, rồi được trao tặng danh hiệu, rồi có những cái bằng khen mừng tuổi ngoại nữa. Cuộc kháng chiến Việt Nam có biết bao nhiêu đồng đã hiến thân để mình về nước. Em bé tên chồng vậy đó, quên hết rồi. Dạ. Trời ơi, ngoại ngoại nhớ được vài lời của bài hát là dữ rồi. Khi nhỏ lớn lên thì được bà dạy dỗ đủ rất là nhiều thứ, thí dụ như là ăn ở nè, sinh hoạt nè, cởi mở và những cái cử chỉ tiếp xúc với bên ngoài để cho mình có một cái trưởng thành một con người tốt trong cuộc sống hơn. Thì bà thì nói chung là con cháu ở đây là đều phải noi theo tấm gương của bà. Hồi xưa học á, tôi cũng thầy giáo, bác cũng thầy giáo. Thứ bảy thầy giáo, ba tôi cũng thầy giáo luôn. Làm trường học và ở trên đó tôi cũng như ở trên này tôi kê xuống xuống ở nhà tôi á. Học đông lắm, mấy chục đứa nữa. Ngoại cho con hỏi là trong cái dân tộc đồng bào của mình á, Châu Ro mình thì có những cái lễ hội gì không ngoại? Có chứ, có làm giang làm giang rồi, làm giang rồi treo chiên cho con rồi đánh đập. Rồi mình có trống hay có cái gì đó không? Trống trang là đủ hết. Rồi hay những cái buổi lễ đó thì mình thường diễn ra vào những cái lúc nào ngoại? Lúa hay là như thế nào không ngoại? Mua vũ tao cũng biết nữa. Hồi đó tao cũng mua hay lắm. Ngoại ơi, tối nay mà tụi con tổ chức một cái buổi văn nghệ nho nhỏ là ngoại múa nha ngoại. Dạ, múa bài động tác. Dạ, có gì con với anh Lợi phụ họa. Dạ, đứng kế bên ngoại để ngoại múa vài động tác. Dạ. Nghe bà mẹ Châu Ro kể chuyện múa hát cồng chiên dân tộc mình, giọng nói rạng rỡ niềm vui, phấn chấn tình quê, tình xóm làng bà con. Từ ngày đầu tiên được gặp thăm mẹ, như có một điều gì đó thúc giục trong tấm lòng của chúng tôi, những người thực hiện chương trình dành cho mẹ đành. Chúng tôi trao đổi với lãnh đạo địa phương về văn hóa, về bản sắc độc đáo của bà con Châu Ro. Hiện nay thì đối với cái bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Châu Ro thì nó một phần nó ngày nó một mai một rồi. Thì đối với địa phương thì cũng là rất là quan tâm. Vừa rồi thì địa phương cũng đã đề xuất với thị xã trong cái công tác quy hoạch rồi xây dựng lại, khôi phục lại cái nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc Châu Ro. Đối với phường thì cũng rất là quan tâm chăm lo làm sao để phục hồi lại cái lễ hội, rồi phục hồi lại những cái việc mà cái tiếng nói, rồi chữ viết, rồi cái trang phục truyền thống để cho bà con dân tộc Châu Ro nó một ngày nó một phát triển. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Bồ công anh trắng ngày hôm nay mình rất là vui mừng được lần thứ hai quay trở lại thăm bà mẹ Châu Ro, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và với cái sự chuẩn bị chu đáo từ nhãn hàng Lamel, mình mong muốn sẽ góp một phần rất là nhỏ để phụng dưỡng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Rất mong rằng mình cũng như thương hiệu Lamel sẽ được đồng hành cùng với địa phương, sẽ chăm lo phụng dưỡng thật là nhiều hơn nữa cho những bà mẹ Việt Nam. Vui quá ta. Và đây món quà đã dành, quà của nhà tài trợ đã dành cho mẹ đành. Và trước mặt là chuẩn bị đốt lửa lên, và sau lưng là các cô chuẩn bị diễn văn nghệ của đồng bào Châu Ro.
đúng không Bách Dân? Không phải không? Không, không quá vậy. Giờ nó có còn nổi nhạc lên. Nổi nhạc lên rồi với lửa đúng không? Dạ, với nút nữa. Tiếng em sẽ nhảy vào ngoài đó. Mình sẽ nhờ mấy cô hướng dẫn cho mình múa gì đó. Và tất cả đã đồng lòng cho một chương trình mừng xuân với mẹ Đành. Nhà tài trợ La Mel tài trợ cho chương trình Lan Tỏa Yêu Thương đã mang đến những phần quà nghĩa tình thiết thực để được trao tận tay cho mẹ. Tâm nguyện có một đêm văn nghệ cồng chiêng với lửa và hát múa dành tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện nhịp nhàng trong niềm vui mùa xuân năm mới. Cô, bây giờ mình nói một vài tiếng cho Ron, chúc cho mẹ Đành sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Mình sẽ nói như thế nào hả cô? Thì cũng mất thay mẹ, ba mẹ tắt. Thì cũng con sợ nâu cũng sợ tắt hẹ. Cũng giúp anh chúc sức khỏe, chung vui gia đình mẹ, chung vui mẹ Đành. Rồi chúc mẹ có sức khỏe. Khẩn trương thay trang phục rồi tập vợt, có chuẩn bị cả củi to củi nhỏ cho ánh sáng bập bùng. Tiếng cồng chiêng của các dì các chú đã vang lên. Nghệ nhân dân gian, hoa hậu Khánh Vân và các bạn thanh niên phường tham gia chuẩn bị và biểu diễn. Với mảnh sân này, ngôi nhà tình nghĩa này, mẹ đêm nay ngồi với các con. Tất cả đã sẵn sàng, món quà nghĩa tình tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Châu Ro. Xin bắt đầu. Khánh Vân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà được cùng với anh Hồng Lợi trong chương trình Lan Tỏa Yêu Thương của mình và đến đây có một buổi tối vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc như thế này. Và trong một cái mùa xuân mới, trong một dịp năm mới thì Khánh Vân xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả sẽ có một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Bên cạnh đó, Vân luôn mong, Vân luôn cầu mong rằng những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương và sự sẻ chia sẽ được lan tỏa mãi trong chương trình này. Và một lần nữa gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức rất là nhiều vì đã tạo ra một hành trình vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bập bùng ánh lửa và tràn đầy nhịp sống từ tấm lòng yêu thương, quý trọng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam mình, gìn giữ lưu truyền, như là biết ơn những người mẹ tổ quốc với những bài học cho quê hương hòa bình hôm nay. Với một cái bầu không khí buổi văn nghệ hôm nay rất là vui, và đại diện cho công ty La Mel, anh Nguyễn Đình Bình sẽ có món quà trao đến mẹ Đành. Và xin mời anh Nguyễn Đình Bình và mời hoa hậu Khánh Vân lên, mình cùng nhà tài trợ trao quà. Dạ thưa mẹ, ngày hôm nay đến với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương, con đại diện cho công ty La Mel có một chút quà để dành tặng cho mẹ. Kính chúc mẹ thật là nhiều sức khỏe và luôn lan truyền những câu chuyện yêu thương để cho cộng đồng bà con Châu Ro của mình có những cái nét văn hóa được lan tỏa đến tất cả nhiều người dân Việt Nam. Và cái tinh thần cách mạng cũng như là tình yêu thương của mẹ dành cho những đứa con, dành cho dân tộc Việt Nam sẽ mãi được lan tỏa trên quê hương này. Ngoài ra, công ty La Mel cũng xin có một phần hiện kim muốn gửi cho mẹ để cùng với địa phương phụng dưỡng cho mẹ trong những ngày sắp tới. Và con kính chúc mẹ sức khỏe thật là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói là Khánh Vân thực sự rất là hạnh phúc khi mà được đứng đây và được
như là chương trình đã mang đến những cái giá trị rất là tuyệt vời. Và Vân rất là hy vọng rằng cho một cái năm mới, xin kính chúc mà ngoại và cũng như tất cả quý bà con, cô bác và tất cả mọi người ở đây sẽ có một năm mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là bình an. Bên cạnh đó thì hy vọng rằng là ngoại, là đặc biệt là ngoại sẽ có thật là nhiều sức khỏe và luôn vui, luôn hạnh phúc như ngày hôm nay. Và rất là hy vọng những giá trị yêu thương, những nét đẹp văn hóa sẽ được gìn giữ và được phát triển ngày càng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Wow. Yeah. Chúc ngoại sức khỏe. Ngoại ơi, dạ, ngoại có nói gì không? Nha. Ngoại, hôm nay ngoại ngoại có muốn nói đôi lời, mình có gì mình chia sẻ không ngoại? Ồ, cho làm như vậy thấy vui. Dạ. Đây là chưa cả đời tôi nữa. Dạ. Tôi cảm ơn xã làng. Dạ. Xin được cảm ơn lãnh đạo địa phương và bà con Châu Ro, phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ đã cùng chung sức và hỗ trợ. Cảm ơn nhà tài trợ La Mèo đã cùng với Lan Tỏa Yêu Thương dành cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành và gia đình mẹ những chăm lo ấm tình và ý nghĩa. Hạnh phúc này xin được gửi đến quý khán giả để rồi từ đây có thêm những kết nối, những sự ủng hộ thiết thực cho những hoạt động của chương trình tiếp tục Lan Tỏa Yêu Thương. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương sẽ kết thúc tại đây và chúc quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng, và hẹn quý vị vào kỳ sau nhé. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cái này là món của truyền thống của đồng bào Châu Ro. Dạ. Thì đây là cơm lam. Là cơm lam mình nướng, mình bỏ nếp, bỏ vô ống rồi mình nướng. Dạ. Rồi gà nướng kẹp chấm với muối xả rồi tiêu tiêu có của người đồng bào nữa. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cái này này là dạ. Cái này là chị chỉ em xíu, chị chỉ em luôn. Dạ, hạnh phúc. Cái này là món canh cà đây. Xả để chấm với thịt gà. Dạ, cảm ơn cô. Đây là dạ, bánh là piên cóp của người đồng bào. Dạ, piên cóp. Dạ, piên cóp. Dạ, piên cóp. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Rồi, gói để thành cái bánh này là dạ, piên la nát. Dạ, piên la nát. Dạ. Đây là của bà con Châu Ro mình. Đúng rồi. Dạ, chắc ở lại luôn. Dễ thương quá. Cái này là bây giờ. Chúng tôi muốn khép lại chương trình hôm nay bằng những tình cảm thương mến và quyến luyến như thế này đây. Dân làng bà con mình chuẩn bị những món ăn dân tộc Châu Ro. Trong đêm, chạy theo xe, tiễn đoàn và gửi tặng ekip gửi tặng cho Hoa hậu Khánh Vân. Quà từ làng quê, bởi trái tim yêu thương đã chạm đến trái tim yêu thương và lan tỏa. Cảm ơn rất nhiều, chúc bà con mình mạnh khỏe nha. Dạ, dạ. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Bồ công anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Mẹ Việt Nam, con anh dũng, mẹ anh hùng. Đó là cái thông điệp mà người họa sĩ bằng thông qua cái nghề của mình muốn gửi lại cho thế hệ muôn đời sau về cái hình ảnh, về cái tâm huyết mà những người mẹ của tổ quốc này, mảnh đất này, xương máu đã từng rơi xuống để có được một cái vinh quang của một cái tổ quốc này.